Tôi có thể đi lại không? Trong Fire Danger Period, tôi có thể đi lại, nhưng tôi cần biết về điều kiện thời tiết và Fire Danger Ratings của những khu vực tôi đi qua. Bạn nên lưu lại số điện thoại Vic Emergency, đường dây nóng khẩn cấp, tải xuống ứng dụng Vic Emergency App và lắng nghe đài phát thanh địa phương để biết các cảnh báo. Nếu điều kiện thời tiết thay đổi, tôi cần chuẩn bị để thay đổi kế hoạch đi lại của tôi. Để tìm hiểu thêm về đi lại, hãy truy cập cfa.vic.gov.au/languages.